3. Rồi bạn tiến vào, bốc được một người, nhưng người đó quá nhiều máu. NTSC bị hủy diệt bão tuyết là khá đẹp rồi nhưng... Thật ra thì phải nói thế này, nếu như để trách Bóc Bóc không thôi thì nó hơi oan cho Bóc Bóc một chút. Đây là điều đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Trong thời điểm, thời khắc quan trọng nhất, khi bạn đã rất gần với chiến thắng, sẽ rất hay nảy sinh ra một tình huống chủ quan nào đó xuất hiện. Và cái tình huống chủ quan đó quan trọng là cái đội tuyển còn lại có tận dụng được hay không. Chúng ta cùng nhau đến với tình huống phút thi đấu thứ 10, 49. Đây là tình huống thi đấu then chốt. Lúc này là chúng ta đang không cửa mật các bạn, bởi vì là chưa đủ ram để đánh ra. Đánh ra không đủ ram, và không đủ ram thì tức là mình thua luôn, vì nó có Helen. Quá hay đến từ Defoken và Debum. Một trụ đi trụ giữa rồi. Không biết chúng ta đã sử dụng phép bổ trợ trận đấu này chưa anh Sơn nhỉ? Lúc này là rất căng rồi. Có thể là tiếp cận với 4-0 ở đây. Tiếp tục bắn. Đây! Bắn ra! Nhưng đội bạn hồi quá nhiều máu, đội bạn hồi quá nhiều. Không đủ ram anh em ạ, mình chưa đủ ram và mình đang ở thế bị động. Ra không nổi quả này, Gray ra quả này đồng đội không theo kịp được. Tiếp tục bắn. Đây! Bắn ra! Nhưng đội bạn hồi quá nhiều máu, đội bạn hồi quá nhiều máu, chúng ta chưa kịp tiếp ứng cho Gray. Bắn vẫn là chính xác thật đấy. Nhưng cái máu của Defoken hồi đến đây thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều nghĩ là en rồi chứ. 4-0 anh em ạ. Đến đây thì tất cả chúng ta đều nghĩ rằng là chắc là en anh em ạ. Đỡ làm sao được các bạn. Nó có Helen, mình còn 3 người, mình còn phải về hồi phục nữa cơ. Khôi bơm tùng mỏ. Đỡ làm sao được quả này nhỉ? Không đi nhậu nữa hả Tùng? Không ạ, không ạ. Quá nhiều, quảng cáo đến hơi muộn một chút. Giá như sớm hơn khoảng 1 giây. Không, chưa muộn. Quảng cáo đến chưa muộn. Ngộ Không, Tề Thiên, Võ Thánh vẫn chưa muộn. Ui, không thể tin nổi là Ngộ Không, Tề Thiên, Võ Thánh lại đến chưa, lại đến chưa muộn luôn. Ta đã có thể hạ được một ai đó thôi anh chàng đây. Ui, thế này mà đép được ạ, à? Nó có Helen mà các bạn. Dã man 5 thằng có Helen. Mình là 3 thằng Tama còn ít máu nhưng không được về. Bây giờ là 5 đánh 3. Tôi bạn tiến vào, bốc được một người. Nhưng người đó quá nhiều máu. NTSC bị hủy diệt bão tuyết là khá đẹp rồi nhưng Linh Kiên. Quả này nó đánh nhà chắc là thua nhỉ. Thua không? Vào, ba người của tao nó đánh nhà. Hoàng Tê Đê. À không, không, không. Nó đánh không sai đâu, nó đánh không sai đâu. Nó đánh yếu Hoàng Tê Đê xong nó quay lại đánh nhà mà. Duy nhất còn ở lại, bắn gục được Defoken hay không? Chưa, bắn gục được Linh. Hoàng Tê Đê. Ồ không. Đánh ba, tụi bạn tiến vào, bốc được một người. Nhưng người đó quá nhiều máu. NTSC bị hủy diệt bão tuyết là khá đẹp rồi nhưng... Thật ra thì phải nói thế này, nếu như để trách Bóc Bóc không thôi thì nó hơi oan cho Bóc Bóc một chút. Quả này nếu như mà chỉ trách Bóc Bóc thì hơi oan. Chính ra là quả này nó phải bình tĩnh hơn. Cái này là không phải là do mình hay hẳn. Cái này là nếu như nó bình tĩnh hơn, nếu như nó có thể bình tĩnh hơn. Ta đã có thể hạ các bạn nhìn này. Đó thôi anh chàng đây. Bây giờ là 5 đánh 3. Tụi bạn tiến vào, bốc được một người. Nhưng người đó quá nhiều máu. NTSC bị hủy diệt bão tuyết là... Đây này, Hoàng bắn gục được Defoken. À, được Debum này. Quả này nếu như nó bình tĩnh hơn, nó chỉ đánh ở tầm ngoài. Nó đánh thật cẩn thận quả này. Nó thi đấu thật cẩn thận quả này, nó đợi tên lính này vào và nó cứ giết, nó cứ ăn mạng thôi. Sau đó là nó đợi thêm cần thiết thì nó đợi cả tên này vào. 16 giây cơ mà các bạn. Này các bạn nhìn này, 16 giây nữa thì tên này nó sẽ đi vào mà các bạn. Thế nên là 16 giây nữa thì người mới ra, mà trong khi đó tầm chục giây nữa là tên này đi vào rồi. Thế nên nếu như nó thực sự bình tĩnh và nó đánh thực sự cẩn thận, nó nuôi cho Defoken cứ mẹ bú máu liên tục thì quả này nó có thể end game được. Nhưng để mà trách một mình thật Bóc Bóc quả này thì không hợp lý nhỉ. Người tuyệt vời nào đó giấu tên bơm tùng mõm 9999 thể lực. Để trách Bóc Bóc một mình Bóc Bóc quả này nó thực sự nó không hợp lý, không hợp lý lắm đấy các bạn. À, khá đẹp rồi. Nó hoàn toàn có thể chờ đợi con này vào này, nó hoàn toàn có thể chờ đợi tên giữa vào. Chẳng qua là thứ nhất là thằng Debum cũng ẩu này. Vào, bơm tùng mõm 20.000 thể lực. Ung ho tiên di thai cho Atum. Đi thái thôi, đi thái thôi. Đây các bạn nhìn này, Debum cũng ẩu này. Ryoma tốc biến lên chọc thì không nói làm gì, nhưng mà lượng máu mà tốc biến lên chọc cũng hơi ít. Một người, nhưng người đó quá. Đấy, ví dụ nha, ví dụ nha, ví dụ nha. Đây giờ là 5 đánh 3. Tôi bạn tiến vào. Ví dụ như quả này nó chọc xong thì nó thần hành bách biến lùi về thì sao các bạn? Ví dụ như quả này thằng NTNG chọc xong thì nó thần hành bách biến lùi về. Đây nó hút máu xong này. Đấy, nó hút xong máu thì nó thần hành bách biến lùi về. Đấy, ví dụ như thằng Debum. Nhưng người đó quá. Thằng Debum không tốc biến lên các bạn, nó đợi tên lính vào. Tại sao lại trách của mình Bóc Bóc các bạn? Cái này không thể trách một mình thằng Bóc Bóc được. Đây là sự chủ quan. Và cái này tôi muốn nói với các bạn một điều. Có một điều rất quan trọng mà các bạn phải biết này. Đấy là trong những thời điểm quan trọng nhất, là những cái thời điểm mà bạn có thể thắng được 3-0,
rất nhiều đội tuyển sẽ chủ quan. Không phải một mình Talon phiên bản này. Đây là điều đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Trong thời điểm, thời khắc quan trọng nhất, khi bạn đã rất gần với chiến thắng, sẽ rất hay nảy sinh ra một tình huống chủ quan nào đó xuất hiện. Và cái tình huống chủ quan đó quan trọng là cái đội tuyển còn lại có tận dụng được hay không. Chứ còn đã từng có rất nhiều lần là tôi đã nói rồi các bạn, là sai lầm nó sẽ quay trở lại. Tôi đã nói từ rất nhiều lần và rất lâu rồi, là đến cái thời khắc quan trọng nhất, đến cái thời khắc chuẩn bị vô địch ấy, thì một đội tuyển nào đó có thể sẽ mắc sai lầm. Đấy là trong những trận chung kết luôn nha các bạn nha, chứ không phải là trong những cái trận gọi là bình thường á. Quan trọng là bạn đủ đẳng cấp và đủ tinh tế để nhận ra và trừng phạt cái sai lầm đó hay không. Chứ còn thực sự luôn, cái sai lầm đó thường nó sẽ xảy ra. Một cái sai lầm nào đó, đây là điều mà trong quá khứ các bạn biết rồi, nó đã xảy ra nhiều. Với Flash, với con Quick Knack của ADC, với One Star, một trận mà Sài Gòn Phantom cũng hết bài rồi, Pick Crack đánh liều rồi. Nó sẽ xảy ra những cái sai lầm mang tính chất hệ thống. Và sau cái trận đầu tiên sai lầm thì những trận sau đó gỡ không lại được nữa. Đến sau này mình gỡ không nổi được nữa các bạn. Khi mà cái sai lầm nó đã mắc phải rồi thì lúc sau đánh tử tế mấy đi chăng nữa, mình cứ bảo là thôi nghiêm túc lại nha, thôi không đùa nữa nha, thôi không trêu nữa nha, thôi cẩn thận nha, là xong. Sau đấy có rất là nhiều đội tuyển không quay lại được nữa. Nhưng quan trọng là bạn phải tận dụng được cái cơ hội đấy để lấy lại được tinh thần, để lấy lại được điểm số. Cái này không chừa được đâu các bạn. Ít đội tuyển chừa được lắm. Sẽ có những cái sai lầm như thế nó xuất hiện. Quà quê anh em, quà quê. Các anh ấy gửi tặng một tí quà quê. Ai ngờ thì mình lại hack luôn cái biệt phủ. Đen, hơi đen. Anh ấy chỉ định gửi cho tí quà quê thôi, nhưng mà mình lại hack luôn cả cái biệt thự của anh ấy luôn. Nói chung là những cái pha như thế này ấy, thì là cả team anh em ơi, cả team có một cái sự chủ quan nhất định đó. Cái cảm giác này là cái cảm giác thường xuyên bị gặp phải nha các bạn nhé, không phải là ít đâu các bạn. Tôi đã từng làm rất nhiều trận mà cái khoảnh khắc như thế nó xảy ra rồi. Các bạn biết nha, ví dụ như là cái trận giữa Barcelona và Chelsea ấy, cái trận mà người ta gọi là tiếng còi méo, tiếng còi ma, Orebo ấy các bạn. Thật ra cái trận đấy nếu như đầu tiên ấy là nói rằng là trách trọng tài ấy, là trách sau đó rồi các bạn. Chứ còn nói thật luôn là cái khoảnh khắc đấy Chelsea cũng có sự chủ quan. Họ gần lắm rồi nên họ sẽ có sự chủ quan. Thật ra cái đấy nó đến rất nhiều. Tôi đã từng chứng kiến cái đấy rất nhiều rồi các bạn ạ. MC và Real nữa đấy. Rồi thì là nhiều lắm anh em. Rồi thì là Liverpool với lại cả AC Milan nữa. Những cái khoảnh khắc đấy nó sẽ xảy ra. Cũng là 3-0 ấy các bạn. Liverpool với lại cả AC Milan ấy cũng là 3-0 ấy. Nó sẽ có những cái khoảnh khắc, đôi khi nó sẽ xảy ra những cái khoảnh khắc như vậy. Không, cái này không phải là Chelsea của ông hay là Chelsea của ai. Cái này tôi không nói đến cái vấn đề về việc đó là tiếng còi ma, tiếng còi méo thì tôi không quan tâm nhá. Mà tôi chỉ quan tâm rằng là thực ra kể cả bạn trọng tài có bắt thiên vị cho Barca, ok, tôi không quan tâm. Nhưng cái vấn đề đấy là nếu như cái trận đấu đấy mà Chelsea ở trong những cái giây cuối cùng ấy, họ cẩn thận một chút nữa, không có đâu. Nhưng mà kiểu như kiểu là ở cái thời điểm mà chuẩn bị ok rồi ấy, thì mọi thứ đôi khi nó có thể xảy ra một cái gì đó ấy. Đánh bài khác gì đút. Và tất cả những cái khác nó cũng thế. Sau đó là ra đê ở luôn mặt cười, toang luôn sự nghiệp. Thật ra cái này tôi đã chứng kiến rất nhiều lần trong cuộc sống, cũng như ở trong Liên Quân rồi. Đấy là ở cái khoảng thời điểm quan trọng nhất, ở cái khoảng thời điểm mà trên bơm tùng mõm 15.000 mà nhẽ ra người cái tầng phải tập trung nhất. Nhiều pha bọc rất hay và lấy lại ván đấu. Thì đôi khi ấy, nó sẽ mắc phải những cái sự chủ quan nhất định. Và các bạn biết này, thật ra có những đội tuyển sẽ không thể nào bắt được cái thời điểm chủ quan đấy đâu. Ví dụ nha, tôi có thể ví dụ nha. Ví dụ như Sài Gòn Phantom mấy hai trận chung kết với lại cả FPT Flash. Cái trận của Sài Gòn Phantom với lại cả FPT Flash, của Team Flash ngày xưa ấy. Thật ra ấy, Sài Gòn Phantom lúc đấy không đủ cái sự quyết tâm và không đủ cái niềm tin để lật ngược lại được cái thế cờ khi mà đối phương chủ quan. Đấy, thì có những đội tuyển sẽ không lật lại được nếu như đối phương chủ quan, và có những đội tuyển sẽ lật được. Nó tùy vào việc đấy là bạn có đủ niềm tin, đủ gọi là quyết tâm và đủ cái gọi là một phần là may mắn, một phần nhỏ là may mắn. Nhưng mà bạn có thực sự là bạn có nắm bắt được hay không ấy.